Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Bữa nay gửi đến tiếp tục đến anh em là lô M nha anh em. Lô này chủ lực là máy cưa và lô này em chủ lực tập trung vô review chi tiết thông số của từng máy theo yêu cầu của anh em. Chứ còn nhiều khi mà test nổ tè mấy chục phút là nhiều khi anh em coi anh em cũng nhức đầu. Chủ yếu là anh em nghe cái phần review cái máy. Còn máy bên em là bao ngon luôn. Nếu mà không ngon bên em không giao. Ví dụ như mấy cái dòng này là máy lớn giá rẻ em có chia phân khúc nè. Dòng ở trên đó là dòng cao cấp. Ha, dòng cao cấp rồi máy cắt cỏ, máy tỉa cành và máy hổ lá. Máy hổ lá bữa nay sale ốp con đó 200.000 còn 3 triệu nha anh em. Thì có rất là nhiều kênh bán nhưng mà khi mà anh em đến với bên em thì bên em sẽ bao cho anh em là máy bao ngon, giá bao rẻ, bao luôn phí ship và hướng dẫn sử dụng chi tiết tận tình từng máy ha. Rồi anh em nào muốn mua hàng thì đây là cái bản đặt hàng bên em, chỉ cần đặt cọc trước 200.000 thôi, em cứ gọi qua cho cái số hotline bên em 0967100003. Bên em sẽ nhắn tin cho anh em cái số tài khoản rồi anh em chuyển cọc vô 200.000 thì cái máy đó là của anh em. Máy rất là nhiều, hôm qua bên em đã có lên cái lô trái lơ rồi. Bữa nay bên em lên cái lô chính thức ha. Rồi đầu tiên là cái con M1, con này là máy tay cục nha anh em. Con này máy tay cục Makita, con này là 29cc. Cái con này nó ngon ở chỗ là cái ốp của này bên đây là ốp nhôm nha. Con này ốp nhôm. Con M1 này 1.8 triệu anh em ha. Con này cái lam nó là lam 3,5 tấc nha. Lam 3,5 tấc do bữa nay có rất là nhiều máy nên là bên em không có chăm xăng hết được hết nha. Thì em sẽ giật nổ, em giật cho anh em nghe chủ yếu là cái hơi máy. Còn ví dụ như cái máy nào mà nó còn xăng cù bên trong nó nổ lên thì em sẽ cố gắng em nẹt ra vài cái cho anh em coi. Còn máy nào mà nó chưa nổ là do nó hết xăng nha anh em. Chứ còn mấy máy đây là bên em thợ bên em nó đã làm nổ ok hết rồi. Nếu không ngon bên em sẽ trả cọc hoặc là đổi máy khác cho anh em cứ yên tâm cái khoản đó. Rồi mới vô là thấy máy ngon rồi. Cái xích rất là dày nha anh em nhìn cái xích nè. Cái khoản này nó còn rất là dày nha. Xích bên em bán thì còn rất là mới, rất là dày. Nên anh em khỏi cần phải lo cái chuyện mà đi mua cái xích mới làm gì. Rồi con này 1.8 triệu 29cc tay cục thì mình cầm được một tay, còn tay dài thì mình phải xài hai tay ha. Rồi em giật thử cho anh em nghe cái tiếng máy. Khoan anh em đợi chút nha. Rồi ok ha. Bỏ luôn đi. Con này còn nổ rất là ok nha anh em. Con M1 này 1.8 triệu nha. Con này thì nặng là 4,5 kg ha. Con này 4,5 kg. Kế tiếp nữa là một cái con tay dài. Cái con này có nhiều anh em hỏi là kiếm cho anh một cái con máy mà xài gia đình là lâu lâu anh mới đem ra giật phát là nó chạy dễ xài, dễ nổ mà phụ tùng đồ này kia bao la dễ kiếm mà ai xài cũng được thì ok. Anh em cứ lấy con này cho em ăn chắc mặt bền, kiểu giống như anh em đi mua xe mà gặp chiếc rim với chiếc quay đó là mua là bao yên tâm luôn. Cái con này là cái ốp đây là ốp nhôm luôn nè. Con này xài gia đình rất là ok nha. Hạ cái đứng, cưa bụi tre, cưa bụi lùm, cưa bụi sậy gì cũng ok hết. Rồi. Con này lam nó 4,2 tấc. Anh em hỏi có nhiều anh em không khỏi cưa 4,2 tấc thì cưa được cái cây đường kính bao nhiêu thì mình cưa được cái cây đường kính tối đa lên là 8 tấc nha anh em. Con này thì là 30cc ha. 30cc xài gia đình rất là ok. Rồi nó hết xăng luôn nha anh em, nhưng mà nó nổ lên được, anh em nghe cái tiếng máy nó rất là ok, rất là lực nha. 30cc nhưng mà rất là lực. Anh em cưa cái cây mà cỡ cái hùng phi đó nè, nó cái hùng phi đó là cái con này là cưa thoải mái nha, vô tư luôn. Rồi ok, M2 1,9 triệu anh em ha. Anh em nào chốt alo giùm em 0967100003. Rồi con này 5,1 kg nha anh em, 5,1 kg M2. Kế tiếp nữa là M3, M4, M5 và M6, bốn con luôn. Thì bốn cái con này á là dòng máy lớn giá rẻ nha anh em, thì nó sẽ không có máy giá rẻ mà máy lớn nữa, thì nó sẽ có nhược điểm gì. Cái nhược điểm là nó chỉ là máy nó được thôi chứ nó không quá đẹp nha. Quá đẹp thì cái giá nó sẽ cao hơn, ví dụ như mấy cái dòng cao cấp ở trên này. Còn mấy cái con ở dưới này á, là giá nó cái hình thức ở bên ngoài là nó chỉ mức ở đạt tới mức độ đẹp được thôi chứ không quá đẹp. Nhưng mà bù lại thì cái công suất của máy của nó rất là lớn, xài rất là sướng, chạy rất là đầm nha anh em. Mấy cái dòng này anh em cưa là cực kỳ đầm luôn, không hề rung tay gì hết, đưa xuống là tự động nó đè xuống gỗ nó ăn, không còn phải đè nha. Nha, máy cưa mà mình không cần phải đè thì rất là đỡ tốn công nha. Con này thì anh em xài gia đình cũng được, cưa chuyên nghiệp cũng được nha. Nói chung là nó là nồi đồng có đá là chính xác vậy đó, tức là tiền ít mà muốn hít hàng hôm thì anh em cứ lấy con này là xài rất là ok ha. Rồi M3 con này 1,9 triệu, con này Tanaka nó để đây luôn, 34cc nha anh em.
nổ rất là bá đạo, xích rất là dày nha, con này xích rất là dày. Con này thì cái xích của nó, cái lam của nó là lam 3 tấc rưỡi nha anh em, ốp nhôm toàn bộ là nhôm. Con này nó có phanh luôn nha. Anh em đẩy tới đây là nó khóa cái xích lại, nó có phanh luôn. Đó. Rất là ngon nha. Tiếng nổ nó rất là êm. Cái bô của nó là nó chĩa xuống vậy nè, nó thiết kế cái chĩa xuống thì khi cái khói nó khụt xuống đây nè. Khi mà mình cưa cái mặt cưa gỗ nó bay lại đây thì thằng này có cái lượng khói nó, cái lượng khí thải á nó phụt ra thì nó giúp cho nó không có bay cái mặt cưa vô mình. Cái thiết kế cái bô này rất là thông minh ha. Rồi coi M3 1.9 nha anh em. Có phanh luôn và có xỉa gỗ luôn nha. Con này nó có xỉa gỗ luôn. Đó, anh em đâm vô gỗ rồi, anh em chỉ việc là đâm vô gỗ rồi nó cứng rồi phải không, chỉ việc mình nhích cái tay mình đè lên là nó ăn xuống từ từ, khỏi còn phải đè, nó rất là ok. Rồi con này 6,5 kg chạy là cực kỳ đầm luôn. Tương tự thì chúng ta có con M4, con này 1,9 triệu luôn ha. Con này 1,9 triệu, con này thì máy lớn hơn nha, 37cc là cây lam nó dài hơn luôn. Cây lam con này tới 4,5 tấc nha nè, lam 4,5 tấc, xích là cực kỳ dày, anh em khỏi phần phải lo nha, xích rất là dày, có phanh luôn nha. Con này em chưa tăng đưa lên nên là nó xích nó hơi trùng ha, chưa tăng đưa lên. Rồi con này nó hết xăng rồi anh em ơi, với lại cái xích nó trùng quá nổ lên nguy hiểm nên là thôi em không muốn cho nó nổ. Nó nổ lên chạy coi khi nó chợt xích. Cái này nữa em sẽ tăng đưa xích lên cho nó căng lên nha, tại vì là làm chưa có tăng đưa lên. Rồi con M4 này 1,9 triệu nha. Con này thì máy nó lớn hơn, nó nổ cũng giống M3 nhưng mà máy lớn hơn, nổ nó bốc hơn. Chạy nó khỏe hơn, lăn nó dài hơn. Rồi 1,9 triệu. Con hồi nãy 6,5 kg, con này hay vậy mà nhẹ hơn ha. Con này có 6,2 kg hơn nha anh em. 6,2 kg. Rồi kế tiếp nó là con M5. Con M5 này em đánh giá là đẹp hơn con M4 nha anh em. Con M5 này nó đẹp hơn. Con này thì là cũng là 37cc luôn. Cây lam nó ngắn hơn. Cây lam này thì có 4 tấc thôi. Con này 37cc. Con này 1,9 triệu luôn nha anh em. M5 ha, con M4 nó nổ cũng y chang con này đó. Con này cũng xích nó hơi trùng nữa, em sẽ tăng đưa lên cho anh em. Rồi, con M5 này 1,9 triệu, cái bô nó cũng chĩa xuống phía dưới luôn để cho nó cái lượng khí thải nó phụt vô, nó hạn chế cái mặt cưa của mình văng vô. Mấy con này anh em xài gia đình rất là ok, nhưng mà cưa chuyên nghiệp thì nó hơi đuối nha. Con này 6,7 kg, 6,7 kg ok ha. Rồi, kế tiếp con cuối cùng trong cái lô máy giá rẻ đó là cái con M6, con này là 2,1 triệu nha. Con này 2,1 triệu, con này là Nakatomi anh em ha. Con này Nakatomi. Đó, con này thì là con này Nakatomi, con này được sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà nó là cái thương hiệu của Nhật nha anh em. Nó chỉ lắp ráp tại Trung Quốc thôi. Cái đời của nó rất là cao, cái đời con này khoảng 2016. Nếu mà anh em không ngại cái việc mà lắp ráp tại Trung Quốc thì anh em cứ xài con này rất là ngon, chụp giật chờ lực luôn. Con M6 này 2,1 triệu, con này 55cc nha. 55cc. Rồi nó hết xăng luôn đó anh em. Nó nổ là tiếng nổ rất là lực. Mấy cái dòng máy này là cái nòng anh em khỏi lo. Cái nòng nó còn hơi là nòng tháo ra là như mới vậy đó. Con này làm nó 5,2 tấc ha. 5,2 tấc, nòng đứng anh em, 55cc Nakatomi Nhật, được lắp ráp tại Trung Quốc ha. Rồi nó bán tại thị trường Nhật nha, chụp giật chờ lực luôn. Con này 55cc giá chỉ có 2,1 triệu thôi, đời cực kỳ cao, 2016. Con M6 này 2,1 triệu ha. Cây lam thì cực kỳ dày luôn, dài luôn. Con này 6,2 kg nha anh em, 6,2 kg. Rồi, kế tiếp nữa là con M7. Con M7 này là Austin 015, con này 41cc nha. Con này 1,9 triệu. Con này anh em quá quen thuộc rồi, xài rất là ok. Con này lam 4 tấc ha, toàn bộ là nhôm.
Rồi mấy cái máy đây em nổ lên á, cái ga cuối của nó hơi hụp hụp đó là do nó bị hiếu xăng nha anh em. Nó hết xăng rồi nó nổ xăng cù thôi. Mà nãy giờ nó nổ cũng khá nhiều máy nha. Nó nổ xăng cù thôi nên là mình khi lên ga cuối nó bị hiếu xăng, nó hơi hụp hụp, mình châm xăng vô là nó đủ xăng là nó chạy rất là ngọt ha. Rồi con M7 này 1.9 triệu nha, Austin 41cc. Con này làm nó 4 tắc nha. Bữa nay em xài cái mic không dây mới, anh em coi chất lượng âm thanh nó làm sao. Hôm gà anh em kêu chê chất lượng âm thanh nhỏ quá, bữa nay em xài cái mic không dây luôn. Con này 5.5 kg nha. Đó, anh em coi chất lượng âm thanh ok không, anh em để dưới phần bình luận để em rút kinh nghiệm nha. Mới xài cái mic không dây mới đó. Rồi cái tiếp nữa là cái con M8, con này thì 2.1 triệu. Echo nồng đứng nha. Con này 30cc ha, con này 30cc. Con này làm 3.5 tắc, rất là mới nha. Con này cực kỳ mới luôn. Nồng đứng, con này anh em xài gia đình rất là ok nha. Nãy giờ là cái con này là nó nhẹ nhất đó. Rất là nhẹ luôn. Đó, con này nó nổ cách âm nha anh em. Nó nổ cách âm nên là xài tiếng nổ của nó rất là ok. Rồi, anh em nào ưng ok thì gọi giùm em qua số hotline này nha. 0967100003, chốt con M8 nha. Echo. Máy rất là đẹp, nổ tẹt ra cho anh em luôn. Con này 3.7 kg ha. Rồi kế tiếp nữa là một cái con là M9, con này là M-Lock Mỹ ha. Con này 2.2 triệu, giá hôm nha anh em. Giá hôm, con nào giá hôm em nói giá hôm. Con này ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là nó có cái hệ thống lò xo. Cái hệ thống lò xo giảm sốc, chống rung rất là ok. Rồi chụp giật nó là siêu nhẹ luôn, không có thằng nào chụp giật trợ lực bây giờ cũng không nhẹ bằng này nữa. Nó thiết kế rất là thông minh, có phanh luôn ha. Đó, có phanh. Gà chạy là chống rung rất là ok tại vì nó có hệ thống lò xo giảm sốc. Con này lam nó là lam 4 tắc nha anh em, lam 4 tắc. M-Lock của Mỹ, máy này là máy cơ bắp. Đó, anh em nghe cái chữ cơ bắp là anh em biết nó cái quả máy nó hoạt động sao rồi. Cơ bắp thì chạy rất là bốc rồi. Có vú bơm luôn. Rồi, rất là ok anh em ha. M9 2.2 triệu. Con này thì là 6.1 kg nha anh em, nặng 6.1 kg. Kế tiếp nữa là một hai cái vàng này là vàng máy tay cục nhưng mà dòng cao cấp nha. Con này Hitachi, con này máy cọp nha, rất là đẹp, cực kỳ mới luôn. Đó, Hitachi, rất là mới. Con này là CS35. Con này 31cc nha anh em. Đó, cực kỳ đẹp, con này đẹp ghiền luôn. Màu cam mà nó phối với màu đen rồi cái lam nó lam sơn tĩnh điện đen nó hết sảy luôn. Cái lam còn chữ Hitachi luôn, xích thì cực kỳ dày. 4.2 tắc. Con này xích zin nè. Ủa cái là cái đúng rồi, xích nó xích zin nè. Nó nhưng mà nó còn cực kỳ dày nha anh em. Cái khoảng này nè, cái khoảng cưa của nó còn cực kỳ dày luôn. M10. Con này 31cc. Quá đẹp, 2.3 triệu. Tay cục nha anh em. Con này anh em mua nếu như mới thì nó chỉ còn thiếu cái hùng thôi. Ờ nghe tiếng nổ đã không? Có phanh luôn nha anh em, nổ cực kỳ giòn. Rồi M10 2.3 triệu ha, có phanh luôn. Con này làm 4 tắc nha. Cân nặng là 4.2 kg. Rồi 4.2 kg. Kế tiếp nữa là một cái con mà anh em kêu mà kiếm cái máy mà nhẹ nhất trên thế giới là cái con M11 này ha. Nhẹ nhất trên thế giới là M11 2.3 triệu. Con này là con G250 nha. Đó, cực kỳ nhẹ nha anh em. Anh em kiếm máy nhẹ hơn nữa là không có đâu, trên thế giới nó là nhẹ nhất rồi. Con này 3.2 kg thôi mà anh em bỏ làm xích ra nó chỉ tầm có 2.4 kg thôi. Giật rất là nhẹ nha, chụp giật trợ lực ha. Rồi con này hết xăng rồi nha anh em. Nó nổ thì tiếng nổ đó rất là êm. Con này 26cc. Con này làm nó làm 3 tắc nha, cực kỳ gọn nha. Cực kỳ gọn, làm 3 tắc anh em cưa được cái cây đường kính cỡ 6 tắc á, cỡ cái hùng B là anh em cưa được ok. Xích rất là dày nha, xích còn cực kỳ dày luôn. Đó, xích này là xích như mới, anh em về anh em chỉ cần việc dũa lại cho nó bén cái nhẹ cái là đưa vô xài. Bộ xích này nếu mà anh em xài gia đình 2 năm nữa nó chưa mòn hết nữa, anh em khỏi lo cái việc xích đó nha. Đó, rất là ok. Rồi, con này là 3 kg 2 ha, 3 kg 2.
Kế tiếp nữa là một cái con máy cọp mà anh em rất là nhiều anh em săn, đó là Makita MDE333, ME333. Con này rất là VIP nha, xài gia đình là cực kỳ đã luôn, nhiều ông kiếm lắm. Nè, nó còn cục cao su này luôn nè, cục cao su này là nó dễ mà bị mất lắm nè. Mà nó còn ở đây luôn là anh em biết cái máy nó cọp cỡ nào rồi. Con này Makita nha, xài gia đình là rất là ok. Con này 33cc. Đó, con này nhiều cứ về là anh em phải nhanh tay mua con này. Con này là 4 tấc 2 ha, có phanh luôn. Chụp giật trợ lực. Rồi, đáng tiếc là con này nó hết xăng rồi nha anh em, trên nó nổ lên là anh em nghe ghiền. Con này nổ rất là ngon nha. Con này 4 tấc 2. M12 2,5 triệu ha. Makita ME333. Con này là 4,7 kg nha anh, 4,7 kg, giá nó là 2,5 triệu M12 ha. Rồi kế tiếp nữa là con M13, con tay cục VIP nhất bữa nay, đó là cái con tay cục Ryobi 3635. Con này là 36cc nha anh em, tay cục mà tới 36cc, anh em thấy nó khủng khiếp cỡ nào rồi. Đó, thiết kế của nó rất là lợi hại nha. Thiết kế này là cái thiết kế tương lai, anh em xài cỡ 10 năm nữa nó chưa thành vấn đề đó. Con M13 này 2,6 triệu ha. Thì rất là ok nha nè. Rồi con M13 này 2,6 triệu, nó là một cái con mà máy tay cục mà cái nòng rất là lớn, nó nổ lên là rất là lực. Nó là một cái con mà hàng hiếm nha nè. Tay cục thì thường là người ta nó chỉ có khoảng là 28, 29 hoặc là 30cc thôi. Con này nó tạt tới là 36cc. Rồi con này nó có cái phanh luôn. Con M13 này 2,6 triệu, do cái nòng nó rất là lớn nha nè. Có phanh. Rồi có không ta? Không, con này không có phanh anh em ơi. Con này nó là cái trắng tay cầm thôi hay vậy, hoặc là nó có phanh mà em chưa tìm ra được. Con này nữa bên em test thì bên em sẽ coi kỹ là ở bên trong nó có phanh hay không nha. Nhưng mà nó có cái hệ thống lò xo ở bên đây nè, hệ thống lò xo ở đây rất là ok ha. Rồi con này chắc nó không có phanh quá. Con này lam nó là lam 4 tấc nha nè, lam 4 tấc, có vú bơm, có lè gió này kia hết luôn. Nói chung nó là một cái con tay cục mà nòng rất là lớn ha, nòng rất là lớn, chụp giật trợ lực luôn. Con này là siêu phẩm trong bữa nay anh em. M13 2,6 triệu, đời cực kỳ cao. Con này em thấy là đời rất là cao nha. Con này em đoán thôi nha, đoán thì cái đời nó chắc khoảng 2018 á, tại vì nó còn quá mới đi. Rồi con này là 4,3 kg nha anh em, nặng 4,3 kg. Kế tiếp nữa là hai cái con máy tầm trung Makita M14 2,5 triệu. Cái con này thì là máy cỡ lớn rồi nha anh em, 3640. Con này thì nó tầm là 38 cho tới 40cc nha anh em. Máy khá là lớn á. Con này Makita nha, ốp của nó là ốp nhôm. Con này lam nó 4,5 tấc ha, 4,5 tấc. M14 2,5 triệu. Con này máy cỡ lớn nha. M14 2,5 triệu hết xăng luôn. Ha, con này là máy cỡ lớn, anh em đi hạ cây đứng đồ này kia rất là ok. 4,5 tấc, hoặc là anh em mua trang bị cho gia đình xài mà máy nó cỡ lớn. Con này nó nôm na giống như anh em đi mua chiếc xe, nãy giờ mình mua mấy chiếc xe 110cc. Thì cái con này nó 150cc thì cưa nó rất là bốc ha. Đó, M14 2,5 triệu nha anh em. Con này thì nặng 6 kg ha. Con này máy bên em đã dọn rồi, rất là đẹp ha, 6 kg. Kế tiếp nữa là cái con M15, con này là Singu 341. Con này thì cũng là 36cc luôn, nó công suất nó tương đương với cái thằng M14. Con này máy đẹp hơn luôn. Con này lam nó 4 tấc nhưng mà cái lam nó hình như nó ngắn hơn. Đó, lam 4 tấc, M15 2,5 triệu ha. Rồi con này hết xăng rồi anh em, nhưng mà cái thiết kế của nó nhìn nó gọn hơn cái thằng M14 ha. Thằng M15 này thiết kế nó gọn hơn, nhìn nó gọn. Còn thằng M14 thì nó thiết kế nó bè hơn, nhưng mà thiết kế bè thì chạy nó đầm hơn nha anh em. Còn hàng 10-15 này nó hiên về cái độ gọn.
tức là nó cũng cùng công suất của nhau, nhưng mà cái hàng màu 15 này thiết kế nó gọn hơn, máy nó đẹp hơn nha. Nếu mà đánh giá về hình thức bên ngoài thì mấy cái máy nó đẹp hơn, với lại cái nắp bình xăng, cái nắp bự, mình châm nhiên liệu nào này kia nó cũng dễ nữa. Rồi Singo 341 ha, con này thì hết xăng rồi, 2,5 kg. Ủa xin lỗi, 2,5 triệu. Con này 5,9 kg nha anh em, 5,9 kg ha. Rồi như vậy là em xong hết một hàng máy cưa. Lên tới cái hàng ở phía trên là hàng cao cấp nha, dòng cao cấp. À, dòng cao cấp ở đây thì đầu tiên là có con M16, con này nó giống M15 nha, với M14 á, nhưng mà dòng này là dòng máy hệ rồi, dòng máy hệ, dòng G36 nha anh em, hay gọi là dòng G tại vì gọi theo cái tên gọi đầu tiên của nó là Komatsu, cái hương hiệu của mấy máy xúc đồ á, dòng G36. Rồi con M16 này 2,7 triệu ha, lam Latin nha anh em, lam Latin đầu nhọn, con này lam 4 tấc 2 ha. Rồi hết xăng rồi anh em ơi. Rồi con M16 này 2,7 triệu ha, G36, con này 37cc, con này là 5,8 kg nha anh em, 5,8 kg. Mấy con này mà anh em đi cưa nè, cỡ cái hùng B, cái hùng phi này nè, cưa rất là ok nha. Nè anh em nhìn cái bề mặt cái bản cưa nó nè, mình cưa một đường một thôi là nó đã cắt đứt hết nguyên một cái hùng phi rồi, còn nếu mà chưa kể mình đưa quay qua quay lại là nó tới hai mặt, là cái đường kính nó gấp đôi hơn nữa. Rồi còn con nãy là G36 thì cái con G35, con này nó thua con đó 1cc, nhưng mà thiết kế của nó là thiết kế dưa leo, rất là gọn, thiết kế dưa leo nha anh em. Con G35 này thì nhiều anh em chuộng hơn, với lại anh em thợ em có ghi nè, sơn mới, tức là xích này là xích mới 100% nè, anh em về cưa luôn khỏi cần phải dũa xiết gì lại hết ha. Rồi sơn mới G35 Komatsu, con này em có bán cho ông gần sớm xài, hình như là tới bây giờ là khoảng 4-5 năm rồi, lâu lâu là ông chỉ đem lại vệ sinh mấy cái lọc gió đồ thôi, xài rất là bền nha. Rồi với lại một điều nữa là cái thằng MG35 M37 này nè, M17 2,7 triệu, mà cái dòng G35 này đó nó hiên về cho thanh niên xài, chạy nó rất là bốc, còn hàng G36 nó hiên về cho mấy ông già trung niên rồi xài, tại vì cái tiếng của nó rất là trầm, còn hàng này nó hiên về độ bốc xì bót á, thể thao á. Rồi M17 2,7 triệu, sen mới nha anh em, nhớ là xích mới giùm em, con này 5,5 kg ha, nặng 5,5 kg. Rồi M18, con này là được rất là nhiều anh em mua chuộng, đó là Echo 360, nó có Echo 302, 332, 331, rồi 360. 360 là cái dòng máy lớn nhất. Rồi con này là lam 4 tấc nha anh em, 360 thì nó là 37cc, đó Echo, cái dòng Echo, dòng này thì được rất là anh em chuộng tại vì nó phổ biến, đi tới đâu nó cũng có biết, mà ai xài máy cưa cũng biết tới dòng này, cái lam còn chữ Echo rất là đẹp luôn, có sỉa gỗ ở đây luôn ha. Rồi nói chung là máy này máy cọp rất là đẹp nha anh em, máy ốc ác luôn này kia còn mới chát à. Rồi nó nổ vậy là biết nó hết xăng luôn rồi đó anh em. Rồi con này lam 4 tấc ha, M18 2,8 triệu nha anh em. Con này 5,5 kg, 5,5 kg đúng luôn ha, 5,5 kg đúng luôn. Rồi nãy giờ là bắt đầu mình tới nguyên cái dàn Shinawa, 4 con cuối này là Shinawa, Shinawa 352, Shinawa 305, Shinawa 350, Shinawa 350. Thì anh em biết là máy cưa thì cái dòng Shinawa là cái dòng cao cấp nhất của máy cưa ha, bên máy Nhật á, Shinawa là đứng đầu. Tại sao? Tại vì càng chạy nó càng mướt, anh em biết là chạy mà nó càng chạy nó càng mướt thì nó sướng cỡ nào. Con M19 này là 2,8 triệu, con này anh em chuyên xài gia đình nha, thiên 2/3 là xài gia đình là ok đó, còn muốn xài chuyên nghiệp hơn nữa thì xích nhích lên. Còn con này nó thiết kế chuyên là cho xài gia đình mà dòng cao cấp, thì anh em xuống tiền được 2,8 triệu anh em xài con này thì nó rất là sướng, kiểu giống như anh em mà xài Nokia, Samsung, bây giờ anh em lên ai xài iPhone nó rất là phê nha. Rồi con M19 này 2,8 triệu nha anh em. À, con này cái lam nó còn chữ Shinawa luôn, rất là đẹp ha. Rồi giật thử cho anh em coi. Tiếng nổ rất là bốc nha nè. Rồi nếu anh em thấy phê thì bóc điện thoại lên gọi ngay chốt M19 cho anh liền, đặt cọc 200, khi nào nhận thanh toán 2,6 triệu bên em bao ship nha anh em. Con này 5,1 kg ha,
Rồi anh em lưu ý là cỡ này là vùng dịch hay vùng không dịch gì bên em vẫn giao được nha. Có nhiều anh em ngại nói anh đang dùng dịch sợ không có mua, không có giao được, là cứ yên tâm nha. Em gửi bên bưu điện bá đạo lắm, dùng dịch hay dịch không dịch gì là vẫn giao được, hàng hóa là giao được hết nha anh em. Ha. Rồi kế tiếp nữa là có con M20, con này 3,2 triệu nha, Sinawa 305. Con này lam Latin. Đó, con này lam nó 4 tấc 2 nha. Đó, Sinawa 305. Đó, hằng hánh đó, toàn là mấy máy rồi gọi là mấy máy hằng hánh đó là anh em biết nó thế nào rồi. Con M19 nổ phê rồi, con M20 này nổ nó còn phê hơn nữa nha nè ha. Rồi cây lam Latin nha, M20 này 3,2 triệu, Sinawa 305. Con này rất là nhiều anh em ở Đồng Tháp có khoái lắm, mấy khoái mấy dòng 305. Con này 6 kg nha nè, nặng 6 kg. Rồi cuối cùng là hai cái con M21 và M22, hai con này nó khác nhau cái màu thôi, anh em muốn lấy màu nào thì lấy. Con bên đây màu cam, con bên đây phiên bản màu đỏ ha. Hai con là giống nhau, đều đi cây lam Latin. Nhưng mà cái lam Latin bên cái con M22 này nó mới hơn, với lại xích của nó là xích mới. Còn bên đây là xích lam Latin đầu nhọn, xích xích zin, và cái độ dày của nó là như nhau, tức là hai con độ dày rất là mới nha. Rồi mấy cái con dòng 350 này thì tăng đưa nó là tăng đưa trên lam. Ủa xin lỗi. Cái tăng đưa cái gan ti là bằng tay nha anh em ha, M21. Anh em biết là hai cái dòng máy này mà máy mới bên Nhật á là giá nó còn khoảng 40 mấy triệu nha. Nên là anh em phải nhìn vô cái giá 4,2 triệu này nó rẻ gần 10 lần so với cái máy mới. Anh em mới biết là nó ngon như thế nào để anh em mua. Chứ nhiều khi anh em không có biết giá trị của nó, giá trị máy mới của nó, nên là nhiều anh em ngán. Rồi con này lam Latin 4 tấc 2, M21 4,2 triệu. Rồi con này hết xăng nè. Tương tự là M22. Em coi hy vọng là có một con nó còn xăng nữa cho nó nổ lên cho anh em nghe. Con này em nè. Ganti dính tay nha anh em. Đó. Mình muốn cao hấp là mình chỉnh tay được hết. Rồi M21 này nó nổ cũng y chang con M22, nhưng mà đáng tiếc là nó hết xăng rồi, nó nổ lên là y chang nha anh em, nên là anh em lấy hai con giống nhau, nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Rồi con này 6 kg đúng ha, tương tự là M22. Con này thì cái lam nó là lam 4 tấc luôn. Con này thì nặng hơn xíu do cái bề bản lam nó bự hơn, con này 6 kg 2. Rồi như vậy làm xong cái phần máy cưa ha. Còn ở đây là hai cái máy cắt cỏ, hai máy cắt cỏ ha, và một cái con tỉa cành. Anh em nào có nhu cầu mua thì nhớ giùm em cái bảng điện thoại nha. Rồi đầu tiên là có con M23, con này là Maru 22cc nòng 32 ly, cái nó còn cái nắp bình xăng tem luôn, tem mới mua còn mới can luôn. Cái nắp này nắp bự, ở bên này nó nhỏ hơn nè anh em ha. Bự thì nó có cái ưu điểm của nó là anh em dễ châm xăng, châm vô nó không có bị nhỏ quá, nó bị chảy ra ngoài á. Còn bên đây thì nó nhỏ nhưng mà được cái nó gọn, nó bù qua đắp lại. Hai thằng nó giống nhau, hai thằng là đều 1,5 triệu, anh em muốn lấy con nào lấy, 23 24, đó rất là gọn nha, và siêu nhẹ luôn, tầm 3 kg thôi, nó nặng tầm 3 kg thôi, rất là gọn. Đây con bên đây thì nó cây lam nó cái, ủa xin lỗi, nó cây láp của nó, cây láp mà mạ sơn tĩnh điện màu hồng phấn ha, rất là gọn. Hai con này anh em xài gia đình rất là ok nha, anh em hỏi cắt cỏ cỡ ngón chân cái được là ok nha, cỡ nửa ga thôi là cắt cỏ được, cỏ cỡ ngón chân cái của em là ok đó, cắt cái ngón em là cắt cái bập bứt đứt đó. Rồi còn anh em nào cắt cỏ nhỏ hơn nữa không cần máy cắt cỏ thì có máy tỉa cành ở đây, cắt cỏ cũng được tỉa cành cũng được. M21 con này 1,4 triệu ha, Robin đó. Con này thì 23cc, cái lưỡi nó khá là dài, cái lưỡi nó khoảng 7 tấc ha. Rồi hỏi lá thì còn một con M26, con này bữa nay sale nha, sale off cho anh em 3,2 triệu, giảm còn 3 triệu cho nó đi luôn. Con này 3 triệu ha, Sinawa 50cc nha anh em, có nguyên vàng ống rất là đã, nó nhìn giống như là bệ phóng tên lửa vậy ha, rất là ok. Rồi con này Sinawa, anh em nào muốn có cái clip test nổ con này thì cứ alo cho em sẽ gửi đường link cho anh em coi test nổ hỏa lá đồ này kia các kiểu luôn. Con này lô cũng có nổ rồi nè ha. Rồi hai con cắt cỏ, tại đuối quá giờ khách nổi anh em ơi, đuối quá đuối à, ba mấy phút rồi ha.
Rồi như vậy là em xong cái phần cái lô M, anh em nào ưng con nào thì bấm alo giùm em. Nhớ là giùm em, làm ơn làm phước nhớ giùm em chỉ xài duy nhất cái số này thôi. Có nhiều anh em cứ bấm gọi lên hỏi có xài số khác không là không có nha. Em chỉ xài duy nhất cái số này thôi, 0967 100 003 anh em ha. Rồi nếu anh em thấy hay cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, cộng bật chuông nhận tất cả thông báo để khi lên video thì nó sẽ báo qua điện thoại anh em ha. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo ha.